Tổng cộng hơn những chú hề ngoài đời thực khiến người xem không được cười. Trời đất ơi, cuối cùng thì báo cửa khó cũng chịu về với chị chủ rồi đây. Sáng nào sáng nấy cũng đi tán gái để trưa chủ lô về mới chịu về. Trời ơi, còn cái thái độ của nhóc đó kìa trời. Chị khó khăn thở lắm nha. Chủ lô thì có gì ha, chứ anh đây thì vẫn đang đắm chìm trong cái cảm. Chứ anh đây thì vẫn đang đắm chìm trong cái cảm giác phê phân mà mới cua được em xinh tươi nha. Bữa nay là hết sỉ cứ bà bậy. Xong, hạ cánh nào con trai. Trời ơi, bà vẫn có chưa ngất đi trên cành dòng quay thì đã bị bế xuống rồi. Nhỏ vẫn đang trong cái trạng thái em quay cuồng trong mơ hồ. Ây da, lão đảo loạn choạng y như là say rượu vậy á. Ê, chưa gì mà đã té cắm mặt rồi kìa. Khổ ghê này. Ê da vô, một con em mèo đang tập trung chuyên môn cao độ thì bất cái ngờ. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ê, khổ người nè. Chào, hôm nay là chim dám khiêu khích luôn hả? Lại còn cái kiểu gợi đòn nữa chứ. Xa xuống, làm nhẹ một tí ở mông rồi lại bay lên. Tự lờ xương xương sắp dục lần rồi đó. Nay gan to dữ bay. Mèo mà không có bận đi ăn, có mật cào cho chim tới bến nha. Cho anh làm quen xí nha. Trước mặt, sao quen? Đừng có ngại ngùng em ơi. Trời đất ơi, ngọt xớt mà nghe. Mà ta có nghe đâu, né hơn là né bà luôn kìa. Né cho người chị gái luôn. Làm ăn kiếm sao mà dọa bé cuốn về cơ hết. Ờ, đúng kiểu đứa thì mướn lung tung, gặp ngàn đứa hướng nội vô trong nữa. Chung nhà là khó bình yên lắm nha. Mình làm được, nhất định làm được. Trời ơi, cố quá, quá cố luôn rồi. Giảm được tất cả bàn rồi mà các bạn nhiên nhí lại tua cái tay. Rồi, một giọng lộn nhờ xuống sàn nha. Cái cú bật nhẹ gây sốc đầu đời của nhóc mèo nè. Chắc đơ tại chỗ, chắc đơ tại chỗ luôn ha. Nào nào nào, vô coi anh trai này xuất chiêu này nha. Trời, một phát vượt trước ngàn dật ngon lành cành đào luôn. Rồi, chuyện gì tới tiếp theo đây ta? Á chà, cái chiếc chán đã từ bỏ cuộc chơi luôn rồi. Chia làm hai nửa luôn. Anh trai ăn ở sao mà dám có được có 2 năm 2 ngày mà đã khoan tốt đó hết vậy nè. Thêm cái quả ngã ngửa nữa, thốn gì đâu á. Ê, cậu hỏi làm gì giữa ban ngày vậy nè. Trời đất ơi, ngứa dữ quá. Không có nhỉnh lên nhỉnh xuống rồi ha. Gãi thiệt là lực nè. Không có chút ý tứ gì hết trơn à. Dặn dò hết rồi đó. Ra ngoài là phải lịch sự. Ra cái dáng giống đực thì mới nhanh kiếm được vợ con chứ. Ai ngờ cứ như vậy nè. Điều sao ế cả chủ lẫn chó. Nhìn mà cạn lời luôn á. Ê, gấu đần đang phiêu ngắm cảnh rồi ha. Mắt lại cứ nhìn xa xăm đi đâu á. Rồi, xong con ông. Ngã xuống sông luôn rồi. Cái tội đi cái mắt cứ tớn ngón nghiêng lung tung chi. Giờ thì bơi vô bờ luôn đi trời. Chứ không hả, mãi bèn hồi lại bơi lo nhoi ra cái chỗ nào là không có biết đường luôn á. Đúng là cái thanh niên chuyên lơ đễnh mà. Ây da. Cha, con nhóc này phi ác nha. Dạ cái kết. Trời ơi, phanh vừa kẹp luôn. Tính toán phết đấy nha. Gì chứ, cái món cầu trượt là chơi suốt rồi. Cái độ khó này có làm gì đâu. Sau bao nhiêu lần cắm mặt xuống đất thì cô nhóc đã nâng tầm level lên rồi. Đó, biếu một phát, hai chân thảm phanh lại luôn. Tiếp đất ngon lành cành đào nha. Cái bạn ăn trước mặt con háu ăn ít thì. Rồi, rướng cả người lên nhòm ông bồ ăn luôn kìa. Thấy bà mút mát cái em nhỏ thèm thuồng liền. Thèm, đớt mất miếng luôn kìa. Sao ra chỗ khác mà ăn nha. Chứ mà ngồi trước mặt nhỏ như vậy là ăn không có được khiêu khích nha. Ây vua. Mày đưa xuống tay, chủ tao chứ không phải chủ mày đâu. Trời ơi, bà tóc kìa. Ây trời, cuộc chiến tranh giành ngôi vị sủng ái có khác à. Khốc liệt ghê nơi.
không có má nào nhường má nào luôn. Giả cái đứa kia cũng quánh, giận con Sen nuôi mà đứa bể đứa không là quay ra choảng nhau ngay liền. Con Sen bớt thiên vị đi nghe, chứ không thôi hả hai đứa nó quánh nhau là gò, chứ không thôi hả hai đứa nó đánh nhau là gà bay chó sủa bây giờ. Ôi trời ơi, mèo ngon dữ trời. Lần đầu được đi ăn khoai tây chiên với mì Ý nha. Trời ơi, to cái biểu cảm ngạc nhiên dữ kìa. Kêu điều mẹ nó muốn nhảy dựng lên luôn rồi đó. Phấn khích tột độ luôn. Ê, muốn ăn cả là chuyển sang cái vẻ mặt thèm luôn mẻn lẻn liền. Lật cái mặt còn nhanh hơn là bánh tráng hen. Trời đất ơi, cái gì mà ăn ngon dữ vậy ta. Ngọt lại còn dai dai nữa chứ. Ôi thôi, người thì ăn, kẻ thì lườm khét lẹt. Con bé nhà nông triệu mến quá đi kìa. Đã chưa cái mọc đủ răng, nhai thì không có được mà ông lại treo ngươi như vậy. Tức không á chứ, bị ăn lườm cấm có làm gì được thằng nhỏ mà. Nào 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 nào, coi anh trai thể hiện cái dòng cua này nha. Ôi trời, thả hai chân lộn tung mê luôn. Tưởng điêu luyện lành nghề rồi chứ, ai ngỡ đâu ổng lại té lăn nguyên vòng, cắm cái mặt vô vũng nước luôn, sập nguồn chứ tranh đúa gì nữa. Chán anh dài ghê thì chứ. À, tính là lên đồi xem có cái em nào không mà thôi, chắc khỏi đi. Trời, nguyên cái đội quân mèo làng đã đứng sẵn chào đón như vậy thì cờ khó nào mà chẳng sáng. Thanh niên lại chỉ có một thân mình thôi, nhìn là biết cái trận chiến sống còn này ai thua là cái chết rồi. Đã, lần đội đông thì chả có gì mà phải rén nha. Dấu dấu diếm diếm rồi ha. Quay ra, ngậm miếng kèm cái, lại giấu đi. Ông bồ nhanh cái tay phết nha. Bé cũng không có hề kém cạnh đâu nghe. Phát giác quay lại mấy lần rồi đó. Để coi, ai là người nhây hơn ai. Đèo, bé nó phát hiện ra kìa. Tưởng đâu qua mặt được cô nhóc quá hả. Tinh ranh phết luôn nha. Úi dồi ôi, ông anh nên giảm cân cấp tốc đi nha. Chứ mà cái xe nó hết cam nổi rồi kìa. Trời mẹ ơi, cái bánh sao nó dẻo hẳn sang bên luôn. Vậy mà ổng vẫn đi bon bon được. Tài thiệt nha. Hay là đi cái xe nào cũng vậy cho nên là đã quá quen rồi. Ổng có chuyện giảm cân thì đúng kiểu là phá hoại nặng luôn à. À ha, để em bắt bóng cho. Hey, cha. Được tiếp theo. Rồi, là bắt bóng giữ chưa ta. Bóng thì lăn lông lóc vô cái bụi cỏ, còn ngáo husky ở thì té đùng té ngửa ra giữa đường luôn. Cứ tầm chục pha bắt bóng kiểu như vậy hả, chắc nghỉ chơi luôn qua. Cho thanh niên husky cứ đứng im mà nhảy lên nhảy xuống, mặt khỏe hèn vậy cho nó lành. Wow, mèo con xinh quá ạ. Cho mình xin nha. Ủa, alo, ngơ ra như cái môi vậy mẹ mèo. Con mình bị bới đi mà không có nhận biết cái nguy cơ ngay từ đầu luôn hả? Ta mang đi thì bắt đầu đứng hình mất 5 giây. Ô là trời, đam mẹ cái kiểu này thì thôi bỏ đi nha. Để người khác nuôi hộ con giùm cho ha. Muốn chịu luôn á. Đường ngon dữ ta. Đúng cái lúc mình đang thiếu vị ngọt. Rồi, Minh Quang Thượng quyền bàn luôn rồi đó. Lại còn được phục vụ tận tình, hẳn một lọ đường cho liếm láp luôn. Khách bếp có khác ha. Này không biết anh Tiến có cho ai sờ mó gì không chứ. Hiện tại là đang tập trung chuyên môn cao độ lắm á. Hôm qua anh đi dớt con nào? Khai, khai mau. Trời ơi bảo. Ui em, anh chỉ có một mình em thôi à. Vậy cái con nào đứng lấp ló đằng kia hả? Trời. Quánh ghen giữa đường quốc lộ luôn hả? Cái cặp đôi khép dữ hả? Ôi, choảng nhau giữa đường cho bò vẫn chưa xong luôn. Coi căng dữ ta. Dạ cái kết. Thôi, tình ta chia đôi ngã đi ha. Bye bye nhau luôn rồi. Hôn nhân đúng là chóng vánh quá trời.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Trung Tính Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nha. Xin chào, xin chào.